Chào các bạn thân mến, mình là cô Đỗ đây. Hôm nay Khâu Khẩu xin phép tiếp tục được chia sẻ với các bạn một vài những cụm từ cố định, giống như những video trước kia mà Khâu Khẩu thường xuyên chia sẻ với các bạn. Bởi vì là Khâu Khẩu nhận thấy là đối với người nước ngoài, khi mà chúng ta học một ngôn ngữ thứ hai thì những cụm từ cố định nó khá là phong phú và đa dạng. Cho nên là để mà hiểu được nó thì chắc là chúng ta cũng phải đầu tư thời gian và cũng phải tìm hiểu. Giống như là Khâu Khẩu thường xuyên xem video bên tiếng Anh ấy các bạn, thì Khâu Khẩu thấy là người ta rất là có tâm khi mà người ta đưa ra những cái đoạn video rất là ngắn. Thì ngày hôm nay Khâu Khẩu xin phép được chia sẻ với các bạn 5 cụm từ cố định, hoặc là tục ngữ, hoặc là thành ngữ. Thì đầu tiên đó là khi mà chúng ta nói khen một ai đó nói tiếng Trung rất là giỏi thì thường là các bạn sẽ nói như thế nào? Các bạn nói là 你的汉语说得很流利, đúng không ạ? Hoặc là 你的汉语说得很好, 你的汉语说得不错, tiếng Hán của bạn nói rất là lưu loát, tiếng Hán của bạn nói rất tốt, tiếng Hán của bạn nói không tồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà Khâu Khẩu muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà người Trung Quốc người ta khen một ai đó nói tiếng Trung như là người bản địa thì người ta sẽ nói là 你的汉语说得很地道, 地道 là một từ. Không biết là các bạn đã học cái từ này chưa? 地 là trong từ 地址, 道 trong từ 道路, 地道. Nếu như mà bạn dịch âm hán Việt nó là địa đạo, nhưng mà nó không phải là địa đạo nha các bạn. 地道 có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là rất là tốt, giống như là người bản địa vậy. Thế và chúng ta sẽ có cái cách dùng tí tào, ví dụ như là khi mà bạn đến một vùng miền nào đó mà bạn ăn cái đồ ăn ở nơi đó thì chắc chắn nó sẽ ngon và nó mang cái hương vị ở nơi đó hơn là bạn ăn ở những nơi khác. Ví dụ khi chúng ta ăn phở thì chúng ta ăn phở Hà Nội hoặc phở Nam Định. Khi chúng ta ăn bún chả thì ăn bún chả Hà Nội bao giờ nó có những cái vị đúng là vị bún chả Hà Nội. Thì chúng ta sẽ nói là tí tào tờ khờ nơi chải. Ti tao khớ nơi chải là đúng chuẩn hương vị Hà Nội, chuẩn hương vị Việt. Mình dịch nôm na nó là như thế. Thì là chuẩn hương vị thì chúng ta cũng có thể dùng là ti tao cái gì đó chải. Ti tao sông hoa chải, ti tao cái gì đó chải. Thì có nghĩa là cái hương vị chuẩn của nơi nào đó. Rồi từ đầu tiên mà Khâu Khẩu chia sẻ với các bạn hôm nay đó là ti tao. Từ số 2 mà Khâu Khẩu muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là khi mà người ta khen chúng ta thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào. Nói thật với các bạn là tưởng chừng như rất là đơn giản, nhưng mà đôi khi chúng ta cảm thấy rất là ngượng khi mà chúng ta không thể tiếp được cái lời khi mà người ta nói. Ví dụ như người ta khen mình là nín ta hai nhỉ xưa ta khẩn ti tỏ. Khi mà người ta đã nói, người ta đã khen mình là tiếng Hán của bạn nói như người bản địa rồi mà đến một cái câu tiếp theo mà bạn không thể trả lời được thì nó đâu còn là chuẩn như người bản địa nữa, đúng không các bạn? Vì thế nên là chúng ta sẽ phải học xem là chúng ta sẽ tiếp cái câu này như thế nào. Khi người ta khen bạn, thế là bạn nói nào? Bạn nói là na shi. Ê, đương nhiên rồi, na shi. Tất nhiên là đây chỉ là câu nói đùa thôi các bạn nhé. Khi mà người ta khen mình thì cái câu truyền thống của người ta là ná lỉ, ná lỉ. Ở đâu có, thì cái từ này nghe nhiều quá nó sẽ nhàm tai, đúng không ạ? Nó thay tảo uy khẩu, là tảo uy khẩu là nhàm, là ngán đến tận cổ. Thế thì bây giờ chúng ta không nói ná lỉ thì chúng ta nói gì ạ? Nói cua chẳng là thực ra trong lòng thích bỏ cha được nhưng mà vẫn cứ thích cua chẳng là à, không biết là cái từ thích bỏ cha có phải là từ nói bậy không? Nếu mà các bạn coi đó là từ nói bậy thì Khâu Khẩu xin lỗi nhá. Thế và tiếp theo nữa đó là gì ạ? Tiếp theo là yun. Yun. Từ yun này vốn dĩ nó là khi mà chúng ta chóng mặt ấy. Ví dụ như trời nắng như thế này mà chúng ta bị trung sủ là bị ngã nắng ấy, say nắng ấy các bạn, thì chúng ta sẽ cảm thấy chóng mặt. Thì từ yun có nghĩa là yun chuẩn là chóng mặt, hoa mắt chóng mặt ấy. Thế thì từ yun bởi vì là nó có nghĩa là như thế cho nên là khi mà chúng ta cảm thấy là có nhiều vấn đề mà chúng ta cảm thấy chóng hết cả mặt thì chúng ta nói yun. Và khi mà chúng ta gặp một cái tình huống nào đấy mà bạn cảm thấy rằng tại tại sao nó lại có thể xảy ra được nhỉ, thì bạn nói yun sự, yun sự.
Đây là một cái cách nói gọi là thái quá lên ấy. Uyên, uyên, uyên trấn là mà. Ôi trời ơi, ta bị sốc quá. Thật á, uyên, uyên sợ. Thế thì uyên sở mất chính khoang nhỉ? Trần uyên vũ ủy là. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trời ơi, tao không biết nói một cái gì cả, sốc quá. Đó, thế thì uyên này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không thể tưởng tượng nổi là có thể xảy ra những cái việc như thế. Từ tiếp theo mà Khâu Khâu muốn chia sẻ với các bạn chính là từ mai quan dự. Mai quan dự có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nói vòng vo, không chịu nói thẳng mà cứ vòng vo. Tôi bị tớ là nì bía mai quan dự là dầu khoa chứ xua. Có nghĩa là thôi, đừng có vòng vo nữa, có cái gì đấy thì nói thẳng vào vấn đề đi. Đó, thế thì từ mai quan dự. Tiếp theo nữa là từ mai quay. Quay, các bạn có biết là gì không ạ? Mai quay, quay là quay chẻo, là ngoan ngoãn lắm. Mai, các bạn biết rồi, mai là bán đúng không ạ? Thế thì mai quay là cái gì? Khâu Khâu xem cái phim Láng Giá Bảng ấy, phim truyền hình Láng Giá Bảng thì thấy có một đoạn là có một cô UFA, cô ấy đi, đi 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 đến chỗ hòa thượng, cô ấy tỏ vẻ là cô ấy rất là ngoan ngoãn biết điều, đó là tiến cử một cái người phi tần nào đó để đi tham gia cái lễ, cái gì lễ tế đầu năm á. Thế và sau đó thì cái cậu con nuôi của hoàng hậu có nói là tha mai quả trai khoáng sang miên chiến mai quả, có nghĩa là lúc đó thì khi Khâu Khẩu xem cái phim đó, xem rất nhiều lần và nghe rất nhiều lần cái từ mai quai này, nhưng mà mình lại chưa hiểu hết được nghĩa của nó. Thế và hôm nay khi mà mình chuẩn bị bài cho học trò thì mình đi mình tìm, thế và mình thấy ra à, mai quai có nghĩa là tỏ vẻ ra là rất là ngoan ngoãn và tỏ ra cái kiểu thông minh ấy, biết điều, hiểu biết ấy. Đó thì là từ mai quan dự là nói vòng nói vo, và mai quai là giả, tức là cố tỏ ra mình thông minh ngoan ngoãn vâng lời nha các bạn. Tiếp theo là từ khai sinh của. Khai sinh của tức là hạt rẻ cười các bạn. Hạt rẻ cười có nghĩa là lúc nào cũng đem lại tiếng cười cho người khác. Ví dụ như Khâu Khầu là một người rất là vui tính, dễ thương. Thế và các bạn ở trong lớp phiên dịch cao cấp mà nói với Khâu Khầu là chị cũng nhí nhố nữa. Cho nên là mọi người gọi Khâu Khầu là khai sinh của. Các giáo viên cũng gọi Khâu Khầu là khai sinh của. Tất nhiên là không phải là lúc nào cũng khai sinh, lúc nào cũng vui được cuộc sống mà. Thế nhưng mà khai sinh của có hàm ý là rất là vui, một người luôn luôn đem lại tiếng cười cho người khác. Và hai từ cuối cùng, hai thành ngữ cuối cùng trong video này đó là xảo chai y tía. Xảo thì các bạn biết rồi là nhỏ đúng không ạ? Chai là đồ ăn đúng không ạ? Y là một và tía là cái đĩa. Thế xảo chai y tía có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ cái sự việc rất là nhỏ, chuyện nhỏ, chuyện vặt. Xảo chai y tía. Nhưng mà sau này thì người ta lợi dụng cả, à, tôi xin lỗi, không phải lợi dụng mà người ta nghĩa là sử dụng cái ý nghĩa của xảo chai y tía để đặt tên cho các quán ăn hoặc là các thực đơn, tức là những món ăn đơn giản đó, dễ làm thì gọi là xảo chai y tía. Rồi tiếp theo đó là mình cũng không biết gọi cái này là thành ngữ hay là tục ngữ cho nó vừa, là chư bô lẻo tâu trọ chẩu. Chư bô lẻo tâu trợ chẩu thì cái này Khâu Khẩu cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì Khâu Khẩu sẽ chia sẻ nó ở một cái gọi là gì nhỉ, chuyên làm slide để giới thiệu cho các bạn. Thì chư bô lẻo tâu trợ chẩu có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là khi mà chúng ta không ăn hết thì chúng ta cho vào túi để chúng ta mang về. Vì thế cho nên là có rất nhiều cái khẩu hiệu là chư bô lẻo tâu trợ chẩu, có nghĩa là không ăn hết bỏ túi mang về, để thể hiện cái sự tiết kiệm. Bởi vì trước kia nếu như mà ai đi ăn mà mang đồ ăn về thì bị chê cười là cái đồ ki bo kiệt xỉn, cái đồ bẩn tính rồi này nọ. Nhưng mà sau này thì cái chuyện tả bao mang về là chuyện rất bình thường. Và tiền của mình chi ra mà tại sao mình lại phải lãng phí đúng không ạ? Hơn nữa là mình để đồ ăn lại thì người ta cũng không dám ăn vì vệ sinh ấy, vệ sinh an toàn thực phẩm người ta không dám ăn. Thế còn bạn có thể mang về, nếu như bạn muốn cho ấy thì bạn mang ra cái chỗ mà để thùng rác, người ta để thùng rác và bạn để sạch sẽ ở đấy thì sẽ có người vô gia cư, người ta đến người ta nhặt người ta mang về. Chứ bạn nếu mà bạn để lại trong nhà hàng thì chưa chắc những người vô gia cư người ta đã có thể được đặt
đặt chân đến đó. Đó cũng là một cái việc, cái cách làm thiện nguyện các bạn ạ. Thì cái nghĩa đầu tiên của chư bô lẻo tâu trợ dẫu có nghĩa là ăn không hết thì chúng ta mang về nhé. Nghĩa tiếp theo của nó đó là gì ạ? Đó là trước khi giải thích nghĩa của cái cụm từ này với nghĩa thứ hai thì Khâu Khầu chia sẻ với các bạn những cái ví dụ như thế này. Lão bản giao tay the sir ý tình yào băng họ phẫu dỡ bù tàn nì mờ liàng rỡn chư bù lẻo tâu trở dỗ lén ủa dễ yào cân trở tảo mấy. Thế thì mình sẽ bỏ qua cái phần trên và mình chú ý đến hai cái đoạn cuối cùng đó là gì, đó là lén ủa dễ cân trở tảo mấy. Tảo mấy các bạn biết là gì không? Tảo mấy là đen đủi, đúng không ạ? Là nhọ, là số nhọ. Thế chư bù lẻo tâu trợ dẫu có nghĩa là gì? Có nghĩa là phổ giữa bù ta nì mà lẻng chư bù lẻo tâu trợ dẫu có nghĩa là không thì không những hai tụi bay chư bù lẻo tâu trợ dẫu có nghĩa là chịu cái hậu quả của việc đó là gì? Việc mà lão bản treo tay tờ sure nì mấn ban bù hảo. Khi mà ông chủ, khi mà sếp đã dặn dò phải làm cái việc đó thì phải làm cho tốt. Nếu như không thì chúng mày, không những hai đứa chúng mày chịu hậu quả về việc đó mà kệ tao cũng bị, chị đây, anh đây cũng bị liên lụy theo, cũng phải chịu gọi là gì nhỉ? Chịu cái đen đủi cùng với tụi mày. Đó, các bạn hiểu chưa? Đó. Ví dụ thứ hai đó là trơ gia chơ gờ cha hủa tờ sơ nì hài sư bù yào cha sổ oai y rứa nào là tha hồi răng nì chư bù lẻo tâu trợ dẫu. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái việc của cái thằng này, chơ cha hủa có nghĩa là cái thằng này, cái cậu này, tốt nhất là em đừng có dúng tay vào. Cha sổ có nghĩa là nhúng tay vào, cha là cắm, sổ là tay, cha sổ có nghĩa là nhúng tay vào. Oai y rứa nào là tha, rứa nào có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm cho nó bực mình lên ấy. Tha hôi răng nỉ chư bù lẻo tâu trợ dẫu có nghĩa là nó sẽ làm cho em gặp phiền hà đấy, nó sẽ làm cho em gọi là chịu hậu quả ấy. Đó. Thế và câu số 3 đó là rú của tha bù thiên chuyên cỏ. Chuyên cỏ là khuyến cáo, là lời khuyên. À, dài lái trọ mã phần của chiêu răng tha chư bù lẻo tâu trợ dẫu nghĩa là gì? Nếu như mà cái cậu đấy không nghe lời khuyên nhá, mà còn lại quay trở lại đây để mà phiền tìm trỏ má phàn có nghĩa là làm phiền, có nghĩa là gây sự gây chuyện. Ủa chiêu răng tha chư bù lẻo tâu trợ dẫu, ta sẽ làm cho nó phải chịu hậu quả những cái việc mà nó làm đó các bạn ạ. Đó là việc gì nhỉ? Cái gì làm mình chịu đó các bạn. Chịu hậu quả với những việc mình làm thì người Trung Quốc người ta sẽ nói là chư bù lẻo tâu trợ dẫu. Thế còn nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu nguồn gốc của cái câu này như thế nào thì các bạn để lại lời bình luận hoặc các bạn liên hệ qua Facebook cô Đỗ COCO DO dấu ngã COCO Đỗ để tránh bị làm phiền, bởi vì các bạn nếu như mà các bạn để lại lời bình luận ở YouTube thì những người khác sẽ nhìn được cái tài khoản tên tài khoản YouTube của các bạn, và những cái người mà không thích hoặc là những cái người mà người ta cảm thấy không hài lòng, người ta sẽ tráo nỉ mấn mã phàn, đem lại sự phiền hà cho các bạn. Cho nên là thôi, tốt nhất nếu như mà các bạn xem video của Khâu Khẩu mà các bạn thích thì giống như là các bạn học trò hay là những bạn mà các bạn đang làm ấy, đó là liên hệ riêng với Khâu Khẩu và Khâu Khẩu sẽ chia sẻ với các bạn tại sao lại có câu chư bù lẻo tâu trợ dẫu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Khâu Khẩu và chúc các bạn ngủ thật ngon. Mình là Khâu Khẩu Đỗ.